Dạ thưa cô, thì hôm nay con sẽ gửi cô cái số tiền của hai người ẩn danh ở quận Tân Bình. Trước thì cô chú có nêu tên nhưng mà bây giờ cô chú lại không muốn nêu tên nữa rồi. Thì cái bao thư này, đây là hai cái bao thư. Bao thư đầu tiên là hai người ẩn danh ở quận Tân Bình gửi 14 triệu đồng ủng hộ bếp cơm cô Cường để nấu cơm chay. Cô quay cái mặt sau lại. Cái mặt sau này đó thì cũng là của hai cô chú đó, nhưng mà có một cái bao thư riêng, có nói là gửi tặng bên cô Cường là 500 ngàn, rồi các tình nguyện viên mỗi người 100 ngàn, thì tổng cộng là 1,2 triệu. Với đây nữa là 1,7 triệu. Thì cái bao thư này vẫn còn bấm nguyên lành, con chưa có mở ra, thì bây giờ cô sẽ mở ra. Vâng, cô mở ra từng món, từng món một. Ngoài ra thì có bà Huỳnh Kim Lan ủng hộ bếp cơm cô Cường là 4 triệu. Cô Nguyễn Yến ủng hộ 100 đô. Thì số tiền này đó sẽ dùng để nấu cơm 2 ngày. Tổng cộng sẽ là 20 triệu và 300 ngàn. Đây này. Cái này là 1,7 triệu. Rồi 1,7 triệu, rồi ok, cô bỏ xuống. Rồi đếm tiếp cái đấy. Đếm tiếp mà đủ 14 triệu. Đây 14 triệu. Vâng, cô bảo con đếm mà con cũng không đếm, con bảo chắc chắn là gia đình đưa là đủ rồi. Đủ rồi, 14 triệu. 14 triệu, rồi cô bỏ đó xuống. Đây cô đếm cái này là 6,3 triệu nữa. Bên đây mình cho mình nghĩ nó bắt dùng mình ấy, chỉ nói gì thôi. Mình định bán được kẹt. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn nha. Vâng. Thì thưa cô, con xin phép được nhắc lại, vì tiền mình trao một lần nhưng mà nấu 2 ngày nên là con xin phép được nhắc lại. Là đâu, thứ nhất. Nay, ngày mai. Thứ nhất là tiền của hai người ẩn danh ở quận Tân Bình là 14 triệu. Bà Huỳnh Kim Lan ủng hộ là 4 triệu và cô Nguyễn Yến ủng hộ 100 đô. Ngoài ra thì hai chị em cô ẩn danh ở Tân Bình đó là có gửi tặng thêm các tình nguyện viên như cái số tiền mà con vừa mới đọc. Thì qua đây cũng xin cảm ơn hai chị em cô ẩn danh ở Tân Bình. Hai chị em cô là đã thường xuyên giúp đỡ rất là nhiều lần rồi. Cảm ơn mà... hai chị em cô ẩn danh nha. Dạ. Ẩn danh ở Tân Bình đó. Rồi. Tôi gửi số tiền Tân Dương đem lại rồi. Vâng, cô cảm ơn cô Huỳnh Kim Lan nữa, cô Lan nữa. Cảm ơn cô Lan, cô Huỳnh Kim Lan. Và cô Huỳnh Nguyễn Yến. Vâng. Với cô Nguyễn Yến. Dạ. Vâng. Cảm ơn rất là nhiều nha cô. Dạ. Có nhận số tiền đủ rồi. Dạ. Cảm ơn rất vâng. nhiều. Chúc gia đình được nhiều sức khỏe nha mấy cô. Dạ. Bye rồi. Bye. Rồi, cảm ơn cô. Bữa nay nấu đồ chay quay trở lại nha mọi người. Bữa nay là nồi canh chay bí. Bữa giờ nghỉ ngơi lâu quá giờ không có tiền nấu. Này là canh bí. Canh trước một nồi, hai nồi canh lận. Nhưng mà nấu trước nấu có nồi thôi. Mới có 5 giờ sáng rồi. 5:20. Đâu đâu canh bí này ngon. Đây là chợ thứ hai. Đó, thứ hai đó. Giờ bắt đầu là đổ rồi. Thứ hai là cái hành vô. Đổ cái tương vô. Đây là nồi canh đầy đủ điện nghi rồi.
Mình canh quá ngon. Phải có công thức mọi người. Thế là bánh nem gia vị vô đường. Bột ngọt. Giờ xong chút quay tiếp. Đây là nồi đã kho được chai nấm rơm và hủ thành công rồi nha mọi người. Thôi 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 đẩy lên đi. Kho bằng nước dừa. Đây là nồi canh thứ hai. Nước suối số 1 nha mọi đây người. Đây là có thuốc nữa nè. Suối number 1. Suối number 1 số 1 nha. À này có thuốc cảm nữa nè. Đây là thuốc cảm. Hai có cảm thôi. Rồi. Dạ. Cô cô. Những người ta gửi cho này thuốc cảm nè. Thuốc cảm của Mỹ đây không phải. Rồi, đây là những đồ chai vô hộp. Những đồ chai vô hộp hết. Đây là bánh mì. Bánh mì chai. Bánh mì chai luôn. Cái
rồi, cảm ơn rất nhiều. Được chưa? Được rồi. Người ta cạo thuốc, người ta không uống. Không phải, ta sợ bệnh.